Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một loại hạt là mình đã sử dụng qua rồi thì mình thấy hiệu quả nó rất là tốt. Thì hồi xưa thì da mặt mình thì hay nổi mụn ẩn như thế này thì cũng có để lại thâm, thì sau khi đắp cái loại hạt này lên đó thì mình cảm thấy da mặt mình cũng mịn hơn. Các bạn có thể thấy da mình này là sau khi đắp hạt. Đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn, đây là hạt đình lịch hay còn gọi là hạt ngũ hoa. Thì bước đầu tiên á thì các bạn cho 2 muỗng hạt đình lịch như thế này vào trong nước ấm, thì sau đó khoảng 1 phút thì hạt đình lịch nó sẽ kết dính và nó có một cái hình thù như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đắp hạt đình lịch. Thì đối với những bạn mà da mặt ít mụn như da mình thì lâu lâu nó chỉ nổi lên 1-2 cái mụn bọc như thế này thì 1 tuần đắp khoảng 1 đến 2 lần. Còn những bạn nào mà da mà nhiều mụn mà hết mặt á, thì duy trì ngày nào cũng đắp thì kết quả nó sẽ hữu hiệu sau trong vòng 1 đến 2 tuần sử dụng. Đây là mặt mình sau khi đã đắp hạt đình lịch. Thì lúc mà đắp á thì cảm giác như là da mặt nó mát. Thì các bạn nào thích á thì có thể trộn với dầu ô liu hay dầu dừa hoặc mật ong để tăng thêm cái dưỡng ẩm và tăng thêm tác dụng cho hạt đình lịch. Sau đó thì các bạn có thể đợi 15 đến 20 phút, khi nào mà cái da mặt nó khô lại á thì mình hẳn lột ra. Thì mình đang đợi cho nó khô lại. Đây là da mình sau khi đã đắp hạt đình lịch. Thì mũi mình thì những cái mụn á, nó cũng được hút ra cũng đáng kể, và nãy cái nhân mụn đây thì nó cũng xẹp đi một chút. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 sinu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.